đặc biệt đây là hiện tượng Koppner. À này có cái hình đây, hình hay gì? Thì mũi tên. Ví dụ như hỏi ba câu này mà đổi sang chỉ có cái mũi tên. Đoạn số 1 nè. Rồi, 1 đến hình trên là gì? Biết không? Ở đây có cái mũi tên sẵn luôn. Như cái mục như là gì? Thì mũi tên đen là gì? Rồi, mà đó là nhanh dấu on speak hay là dấu giọt xương máu nha. Tụi mới đó. Rồi, tiếp trường hợp này là một bệnh nhân nữ ví dụ như 50 tuổi nhé, đến khám vì cái tổn thương đỏ da tóc vảy ở vùng da đầu trên hình. Giờ mẹ em sẽ cần khám thêm những vị trí nào để chẩn đoán. Ví dụ cái hình như đây mẹ em đã chẩn đoán được đấy là một trường hợp vảy nhện da đầu hết chưa? Chưa khám thêm những vị trí nào? Hoặc có thể mẹ em có nghĩ thêm một cái chẩn đoán nào khác không? Giờ cảm thêm vị trí nào? Rồi cảm ơn chị đề. Rồi, ví dụ như khám mấy cái vùng của vẻ nến giờ không có tổn thương thì dương biểu tục chẳng có gì hết. Thì ví dụ như khám mấy vùng mà mấy bạn kể đó nhưng có tổn thương. Rồi mẹ bạn đã khám cái vùng này mẹ bạn chỉ đang nghĩ tại phải đánh da đầu thôi. Bây giờ mẹ bạn còn nghĩ tới cái chẩn đoán nào khác không? Để mình khám thêm. Đúng rồi, còn mẹ bạn có nghĩ tới cái vấn đề tiệt bạ. Rồi nếu như nghĩ tới vấn đề tiệt bạ thì khám thêm cái vùng nào? Mẹ đã có nói ở trong cái bài linear cơ địa rồi. Mẹ sẽ khám thêm cái vùng vùng có thể trả lời ngắn gọn đó là vùng tiệt bạ như ở các vị trí ở trên mặt như này đã kể da đầu ngực lưng vân vân ở những vùng tiệt bạ. Dù ra câu nếu mà hỏi khám thêm vùng nào thì phải trả lời hai vùng là vùng phi đà và vùng tiệt bạ nhé. Rồi ví dụ giả sử như mấy bạn khám vùng phi đà vùng của bạn ấy không có vùng tiệt bạ cũng không có tổn thương luôn nhưng vẫn nghĩ nhiều tới vạch nện da đầu thì giờ làm gì để chẩn đoán? Giờ làm gì để chẩn đoán? Chỉ có da đầu như vậy thôi. Rồi trong thân mình tay chân chỉ là vùng khác không có tổn thương gì cả. Rồi đúng rồi ha. Mình sẽ làm sinh thiết da, làm da của mình nha. Nó sẽ phải giải rất là nhanh, chẩn đoán rất là chính xác, đặc biệt là trong bệnh viện người bệnh học nó rất là đặc trưng, nó phải là ra bệnh viện luôn. Thế tuy nhiên chẩn đoán ở bệnh viện nó cũng có chẩn đoán lâm sàng thế này, những trường hợp khó nghi ngờ mới có chỉ định sinh thiết da. Thế một trường hợp cuối cùng này, bệnh nhân nam 25 tuổi đi khám vi phạm mang như hình 2 tuần ngày tổn thương xuất hiện đầu tiên to nhất ở thân mình, sau đó phát ban thêm ở thân cánh tay bị cắt đuôi, cũng như những tổn thương ở da đầu mặt móng không có đau khớp. Rồi vậy thì tổn thương và tổn thương trên bàn thì được chẩn đoán của mẹ là gì? Nhưng có dùng bệnh viện không? Như có dùng bệnh viện hết, nhưng phía xa có dùng bệnh viện, dùng bệnh viện bị sẩm nhỏ, bệnh do kết hợp với bệnh viện mà đúng không? Cái tổn thương to nhất phòng là ở bên trái của mẹ. Đây phải vậy nên do kết hợp với vậy nên mạng. Một cái chẩn đoán nó thường gặp, chẩn đoán phân biệt nó thường gặp ở vậy nến ở là gì? Rồi mẹ bà có trả lời rồi, vậy phận hồng nhé, vậy phận hồng. Vì sao gọi là vậy phận hồng mà không phải vậy nến? Vì mẹ sẽ thấy nó có một cái tổn thương xuất hiện đầu tiên nhất, to nhất
người ta gọi là Mạng Nè hay là Heraclius nhé. Nhà tổn thương xuất hiện đầu tiên to nhất, hình dạng là hình oval, hình dạng thì cũng giống như cái mạng vậy nhé, vẽ nhện thì cũng có thể hình tròn, hình bầu dục, hình đa cung vân vân. Nhưng mẹ sẽ thấy á, cái mạng mẹ của vậy cũng không á, thì cũng là mạng đỏ da, nhưng mà nó sẽ không có đỏ nguyên tại cái mạng, mà cái trung tâm nó có xu hướng lành và nó sẽ có cái viên đỏ da hơn này nhá. Đó là cái mạng đỏ. Thì cái vậy, khi cái vậy da trong bệnh nhện á thì nó rất là dày và nó sẽ phủ nguyên cái mạng luôn, trong khi đó cái vậy da của cái mạng mẹ của vậy phần hông á thì nó chỉ xuất hiện một cái vòng ở ranh giữa vùng trung tâm và vùng quần vùng bán thôi, gọi là viên vậy cổ áo, để tìm khi trong ngọt kép đấy. Đó là những cái đặc điểm khác giữa cái mạng vậy nhện và mạng mẹ trong cái vậy phần hông. Và sau khi xuất hiện cái mạng mẹ thì nó sẽ phát ban cả cái mạng con, thì cái hình thái phát ban đó là phát ban hình cây thông hay là Christmas tree, tức là cả cái sừng và mạng con thì nó có đặc điểm, nó có thể dùng với cái mạng mẹ luôn, nhưng mà kích thước nó sẽ nhỏ hơn. Hình dạng cũng là cái hình oval và nó sẽ mọc dọc theo các cái xương xương, tức là cái cực dài của cái hình oval á, mẹ sẽ thấy nó sẽ song song với các cái xương xương. Và khi nhìn ở phía lưng, nhìn ở cái khung trước không rõ, nhưng mà nhìn ở sau lưng của bệnh nhân á, mẹ sẽ thấy rõ hơn. Đó là nó sẽ xuôi theo các cái xương xương và tạo nên cái hình ảnh là hình cái thông. Đó là hai đặc trưng quan trọng nhất trong người bệnh vậy phần hông, giúp mẹ phân biệt với là cái bệnh vậy nhiễm, đó là cái mạng nè và phát ban cái thông nhá. Rồi đánh giá mức độ nặng của vậy nhiễm mạng thì tương tự như bên Diracodia, bên kia có Scorat thì bên này có Pasi nhé. Nghĩ như mẹ em đã được học thôi, còn nếu chưa học thì đi làm sao sắp ấy làm sao thì chị sẽ hướng dẫn thêm nhé. Thời gian ra mình không có nhắc lại nữa. Có một cái tháng điểm để đánh giá mức độ nặng của vậy nến bên cạnh PASI là BSA, thì cái này chỉ dựa vào cái phần trăm thôi, ví dụ như chỉ 3%, 3-10%, 90%, tương ứng mức độ nhẹ, trung bình và nặng nhá. Thì cái tháng điểm này á, thì nó chỉ dựa vào cái phần trăm tổn thương, không phụ thuộc vào các cái đặc điểm của tổn thương, ví dụ như không phụ thuộc vào mức độ đỏ, mức độ vậy, mức độ dây da. Nên cái thang điểm BSA thì nó sẽ kém chính xác hơn cái thang điểm PASI, được cả là nó nhanh hơn, đơn giản, dễ quản hơn thôi. Rồi về điều trị, về điều trị thì như lý thuyết em được học rồi, cái thuốc vài chỗ mà quan trọng nhất thì cũng là có cái quyết cách chọn lựa, có cái quyết cách thoa, đường thuộc thoa, nhưng về tác dụng phụ thì tương tự như cái bài viêm da cơ địa luôn. Ở đây có hai cái thuốc mới hạng của viêm da cơ địa, đó là cái dạng số của vitamin D, calcipotriene hay là calcipotriol, và thứ hai đó là cái retinoid, thì mình đã học bên mình từng cả rồi. Ở đây thì sử dụng loại là tansarote, đây là dạng số của vitamin A hình trổ nha. Rồi cách sử dụng những cái thuốc này như thế nào là được phụ thế, còn lại ba lý thuyết còn lại luôn là cách sử dụng corticoid, cách giảm liều corticoid như thế nào, cách giảm liều bằng cách là mình sẽ phối hợp thêm cái thuốc gì, cách sử dụng cái dạng số của vitamin D như thế nào nhá. Rồi đây là hai cái thuốc này còn nói cho mẹ em đấy, đẹp mô phạm này và đi prosolic, đẹp mô phạm là clobetazone propion nào, hoặc là đi prosolic là beta metazone kết hợp acid salicylic, dạng ointment tức là dạng mỡ, còn đẹp mô phạm thì dạng cream nhé. Rồi dạng sốc vitamin B3 thì mẹ em phải nhớ một số các hoạt chất là được dược thường được sử dụng để lâm sàng, ví dụ như Divonex, đây là hoạt chất là calcipotriol, tức là chỉ có dạng sốc của vitamin D đơn thuần thôi, còn Divobet thì sẽ phối hợp giữa calcipotriol gọi là betamethasone, tức là phối hợp giữa cái có cái vị và cái dạng sốc của vitamin D luôn. Cái này thì bao chỉ ở dạng mỡ này, dạng ointment, còn cái Samiol thì cái thành phần ít chàng như Divobet luôn, tức là cũng là calcipotriol với beta, nhưng mà cái dạng bao chỉ là dạng gel. Rồi thì dạng gel nên để hỏi cho bố mẹ. Rồi sau một cùng một hoạt chất của họ là bao chỉ vừa dạng ointment vừa dạng gel. Thì dạng gel là bôi ở đâu? Dạng gel bôi ở đâu?
Rồi thì dần sau này là bữa ở Gia Đồ nha, Gia Đồ. Còn niêm mạc á, thì sẽ có cái thuốc cái dạng bao tử riêng ở trên cái nhãn á, thì nó sẽ thoa được cái niêm mạc. Ví dụ như có cái vị thịt thì có cái loại keo sinh luôn dần sau, hoặc là cái dạng nó có thể thoa được mà cái loại nó có thoa được ở trong niêm mạc hay không được nhá. Còn cái dạng gel này á, nó bôi ở ngoài da nhưng mà bôi ở vùng da đầu, da đầu thì nó sẽ chọn dạng gel hoặc là dạng dung dịch hoặc là dạng lotion nhá. Cũng có các cái loại khác nhưng chỉ phần dạng lotion thì vẫn thoa được cái da đầu. Còn ointment mỡ thì tất nhiên mình sẽ thoa ở vùng da dày hay là vùng vùng dày, phải nếu mà dày da thì mình sẽ thoa cái dạng bao tử này nhé. Rồi tất cả nó có kiểu cái slide nhá, nó có thể là ghi nhá, ghi ghi double net hoặc double bed, biết là thuộc gì mà không được mình phải học về cái thuộc này, nghĩa là những chỉ list ra những cái thuộc chỉnh thôi. Rồi thì đi toàn thân về học nhé, chẩn chỉ định với có khí toàn thân. Được rồi, một số các cái thuộc toàn thân thường sử dụng như là dưỡng sốt và vitamin A xịt uống, lacitretin thì kết hợp với soriatan, các sử dụng như thế nào, các dụng như thế nào thì về xem lại tương tự như là methotrexate nhé. Thì hai thuộc này em phải học trong việc điều trị toàn thân, đó là acitretin, methotrexate và các cái thuộc sinh học. Thường là cái phần này có thể không ra lâm sàng hay ra liệu chính, nhưng mà hai cái thuộc dẫn số vitamin A sẽ uống và methotrexate có thể ra phần lâm sàng nhé. Thì mẹ phải đi xem lại, và ví dụ như là acitretin có lưu ý gì, tác dụng phụ thường gặp nhất là gì mẹ? Hay con nhớ đặc thù thường gặp nhất của acitretin là gì không? Đúng rồi, khô da niêm mạc nhá. Nó sẽ có cái đặc dụng phụ chung trong cái nhóm dưỡng sốt của vitamin A acid đường uống. Như một cái thuốc mà mẹ em đã được học rồi trong bài mình từng cá, đó là isotretinoin nhé. Thì cái đặc dụng phụ thường gặp nhất đó là khô da và niêm mạc. Cái đặc dụng phụ thường gặp nhất của cái nhóm này á thì nó là nhẹ và phụ thuộc vào liều. Các đặc dụng phụ nặng như là cái suy chức năng gan thận hoặc là quả thái nằm như mấy gặp thường gặp nhất là khô da niêm mạc. Rồi lưu ý gì nữa khi sử dụng acitretin, chỉ được quả thai khi ngưng thử nhất là bao lâu? Isotretinoin là bao lâu? Là thuộc gì em? Acitretin hay là isotretinoin? Iso. Rồi, còn acitretin là bao lâu? Một trả lời thì về tự xem lại hết. Một cái là tính đơn vị năm, một cái là tính đơn vị tháng thôi, rất là dễ đánh sai nha. Rồi con thuộc sinh học thì về từ xem sẽ không bao đâm sang thì là trong phân lý thuyết nhé. Rồi 4:20 nghỉ hết cho mẹ bạn có đi xét nghiệm nữa, quá giờ rồi. Nếu như mấy bạn có câu hỏi gì thì có thể tập hợp